Chào anh. Rồi, mời anh ngồi. Sao hôm nay á anh đến mà không gọi cho tôi trước để tôi với công ty á tiếp đón anh chu đáo? Ra thì hôm nay tôi đến đây với mong muốn là ký hợp tác với anh, nhưng mà giờ đây thật sự là tôi cần phải cân nhắc lại điều này. Ủa tại sao vậy anh? Không phải là chúng ta đã có những buổi trao đổi rất là vui vẻ với nhau sao? Công ty tôi có gì chưa tốt hả? Thực ra vấn đề nó không phải đến từ công ty, mà vấn đề nó đến từ anh. Đến từ tôi? À, sao vậy? Ba lần tôi đến công ty của anh và lần nào tôi cũng chứng kiến là anh quát mắng, anh la lối, anh chửi bới, anh đập bàn trong cái công ty của mình. Khi gặp tôi thì anh tỏ ra rất là niềm nở, rất là vui vẻ. Và khi trò chuyện với anh thì tôi nhìn thấy được rằng anh luôn luôn đề cao cái bản thân anh rất là giỏi. Và tôi cảm thấy rất là e ngại khi mà làm việc với anh, người mà chỉ biết tập trung vào lợi ích của mình và cái tôi của mình. Cái đó là do các bạn nhân viên á làm sai, cho nên là tôi mới la mắng. Thật ra thì tôi hiểu, bất cứ một cái nhà lãnh đạo nào thì chúng ta cũng có thể nổi nóng, chúng ta vẫn có thể la mắng. Cái điều đó là cái phản ứng rất là thông thường. Tuy nhiên là tôi tin rằng anh có thể làm tốt hơn về điều đó. Trước đây á, chưa có ai từng nói với tôi điều đó. Anh nói được điều đó là anh thấy được cái thiếu sót của tôi. Anh có thể chia sẻ là tôi có thể là làm thế nào để khắc phục điều này không? Thật ra một nhà doanh nghiệp thì cái điều đầu tiên cần phải học đó chính là học cách để có thể xây dựng được cái văn hóa doanh nghiệp, truyền cảm hứng được cho những người nhân viên. Đối với lãnh đạo thì nó có nhiều cấp độ lắm, và cái cách mà anh hay quát mắng, anh hay la lối nhân viên đó là cái cấp độ thấp nhất của một nhà lãnh đạo. Và tại sao người ta vẫn ngồi đó người ta làm việc? Bởi vì cái lợi ích, bởi vì cái chén cơm, vì cái đồng lương người ta ngồi đó. Nhưng mà để trở thành một cái doanh nghiệp lớn thì nhà lãnh đạo không chỉ dừng lại chỗ đó, phải lên cái cấp độ cao hơn, đó chính là mình cần phải xây dựng được cái tình thân. Họ làm việc bởi vì ở đây môi trường rất là nhân văn và đối xử nhau, tôn trọng nhau, tin tưởng nhau và cổ vũ cho nhau. Ngoài ra nó còn một cấp độ cao hơn nữa, đó chính là đối với một người nhân viên đi làm thì người ta thấy được lãnh đạo của mình rất giỏi, người lãnh đạo này có một cái năng lực đóng góp và tạo ra được cái thành quả cho tổ chức rất là tốt. Và thứ tư nữa, đó chính là bản thân mình không phải giỏi không, mà bản thân mình phải giúp cho những người nhân viên khi đến với mình, họ ở bên cạnh mình, họ phải được tỏa sáng, họ được bay cao bay xa, thì người ta ở bên cạnh anh, người ta cảm thấy được rằng là người ta được tốt hơn, chứ không phải là chỉ lãnh tiền thôi. Và tuyệt vời hơn nữa, mà người ta thấy rằng khi làm việc với anh, người ta đang đóng góp được cho thế giới ngoài kia. Người ta thấy cái vai trò quan trọng của họ trong cái sự nghiệp này, trong cái doanh nghiệp này. Nghe anh nói vậy, tôi mới thấy cái việc làm mắng như vậy là không tốt. Để đạt được những điều đó thì mình phải làm gì anh ha? Thật ra nó không chỉ trong một thời gian rất là ngắn, 1-2 giờ đồng hồ, mà có thể hiểu được. Bởi vì nó không chỉ nằm ở chỗ mình hiểu, mà mình cần phải thực hành như thế nào. Anh sẽ học được cái cách làm thế nào để xây dựng được doanh nghiệp của mình, văn hóa công ty, và giúp cho nhân viên có thể phát triển và đồng hành cùng với anh. Hay quá, vừa khắc phục được cái yếu điểm của mình, vừa giúp cho công ty đạt hiệu quả cao hơn. Tôi với anh là cùng xây dựng công ty trong cùng một thời điểm, mà không hiểu sao tôi thấy công ty anh ngày càng phát triển, nhân viên thì gắn bó làm việc lâu dài, hiệu quả kinh doanh lại cao. Trong khi đó bên công ty tôi các bạn nhân viên cứ vào làm chừng vài tháng lại nghỉ, kinh doanh thì ngày càng đi xuống. Thành thử ra là tôi cũng khá buồn về điều này. Như vậy theo anh khi mà nhân viên họ đi làm thì họ cần cái điều gì ở cái công ty của mình? Thì tất nhiên là nhân viên đi làm thì chú trọng nhất là tiền lương, rồi họ đi làm để có thêm kinh nghiệm, có thêm mối quan hệ vậy thôi. Thực ra thì cũng rất là nhiều người nghĩ giống như anh, điều đó không có sai, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái người nhân viên nào đang ngồi trong tổ chức. Nếu như một người đi làm chỉ để lãnh lương thôi thì nó chưa đủ, nó còn có những thứ khác nữa. Đây chính là cái bí mật trong cái vấn đề mà mình xây dựng doanh nghiệp và tạo ra văn hóa doanh nghiệp. Bởi vì khi một người nhân viên đi làm với chuyện lãnh lương, nếu như mà vô trong công ty mà cảm thấy nhân viên cứ nói xấu nhau, cứ chỉ trích nhau suốt ngày, cứ nói xấu sếp, thì chắc chắn môi trường đó không dành cho những người vui vẻ tích cực để phát triển. Cái thứ hai là của một doanh nghiệp là phải tạo ra được cái văn hóa giúp cho doanh nghiệp có những người nhân viên vui vẻ, biết nói những lời tốt, đóng góp cho doanh nghiệp. Và cái điều đặc biệt thứ ba nữa, đó chính là cái doanh nghiệp đó và chính những nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp cần phải là cái người nhận thức và có thể giúp được cho những người nhân viên của mình yêu quý mình, chứ không phải là ông chủ bước ra là cứ nạt nộ, là cứ cảm thấy mình có quyền lực. Và điều đặc biệt nữa là cái người nhân viên phải cảm thấy sếp mình giỏi nha. Bởi vì một cái người nhân sự, người ta đi làm việc người ta muốn thấy là cái ông chủ, cái nhà lãnh đạo này họ có cái tài năng, có cái gì hay, và người ta mong muốn được ở đó để người ta học hỏi. Và cái nhà lãnh đạo đó tuyệt vời hơn nữa là không phải là tạo ra những đàn em, mà là tạo ra những nhà lãnh đạo mới. Người ta có cơ hội được bay cao bay xa. Nên cái bản chất ở đây là những cái anh chị làm lãnh đạo, làm trưởng phòng, làm quản lý cấp trung và quản lý cấp cao của doanh nghiệp phải có năng lực giúp cho những người nhân sự của mình họ phải trở nên tốt hơn. Vậy thì làm sao mà mình tạo ra cái nguồn năng lượng cho họ, với lại mình truyền cảm hứng cho họ để họ làm việc tốt hơn? Thật ra để làm được việc này thì nó có cái lộ trình và có phương pháp. Tôi sẽ chia sẻ cho anh cái cách làm thế nào để bản thân đầu tiên là anh phải xây dựng được một doanh nghiệp mà ở đó
cái môi trường nó phải tích cực với nhau. Thứ hai nữa là mỗi một cái người quản lý phải biết cái cách giúp cho những người nhân sự của mình họ học hỏi, họ phát triển hơn. Và cảnh giới cao nhất nha, đó chính là bản thân doanh nghiệp mình phải có sứ mệnh, phải có cái tầm nhìn và có một cái phong cách sống. Để làm thế nào để một người nhân viên khi làm việc ở đó, người ta cảm thấy tự hào khi người ta được ở đó cùng với cái doanh nghiệp của mình làm một cái việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Nói điều này thì có thể là rất là nhiều doanh nghiệp không có quan tâm tới đâu. Họ cứ nghĩ rằng là cứ lãnh lương vô trong công ty là cứ đi nhậu với nhau, đi chơi với nhau. Không phải, nó chưa đủ. Một người mà có nhận thức cao, có một cái sự phát triển học tập tốt thì họ luôn luôn muốn cái doanh nghiệp và muốn cái người sếp của mình phải là có một cái định hướng, có cái tầm nhìn và có được một cái giá trị sống để đóng góp lại cho cộng đồng. Các nhân viên của công ty tôi họ thường lắng nghe những gì tôi nói. Thế thì anh có hài lòng với điều đó không? Thật sự thì ban đầu tôi rất là hài lòng bởi vì họ nghe lời mình, nhưng mà sau đó họ không có cái sự mới mẻ, không có vận động tư duy, họ chỉ làm theo những gì mình nói thôi. Thành thử ra là về sau tôi khá là chán nản về điều này. Thật ra thì cái điều này là tôi hiểu là bởi vì nhân viên của anh đem anh giống như là một ông chủ chứ không phải là một nhà lãnh đạo, một người sếp. Theo anh thì anh muốn nhân viên mình thay đổi hay là anh sẽ thay đổi trước? Như vừa trao đổi thì các bạn nhân viên khá thụ động, thì chắc tôi nghĩ là để nhân viên thay đổi trước. Tôi cũng đã từng nghĩ giống như anh, nhưng mà thật ra nhân viên mình nó không có đủ năng lực để tự thay đổi. Như vậy để giúp cho anh thay đổi điều đó, hôm nay tôi cũng chia sẻ cho anh 5 cái cấp độ lãnh đạo mà ông John Maxwell đã rút kết lại. Cái cấp độ đầu tiên nha, chính là cấp độ về quyền lực. Đối với một người nhân viên thì tháng lãnh lương nè, vì cơm áo gạo tiền nên người ta phải đi làm, và đồng thời đến đây là thấy cái quyền lực của sếp và họ vâng lời rất là ngoan. Cái cấp độ thứ hai là người ta muốn anh lãnh đạo họ, dẫn dắt họ bởi vì họ yêu quý anh, vì cái mối quan hệ gọi là relationship. Anh biết cách quan tâm, tương tác, xem họ giống như những người thân trong gia đình. Đôi lúc anh tới anh vỗ vai sao khỏe không, vì những cái chạm vai đó nó làm cho người ta có được một cái tình cảm, một cái sự quý mến. Cái cấp độ số 3 á, cái results, nghĩa là vì cái kết quả mà anh tạo ra. Vì những người nhân viên thấy là anh làm việc hiệu quả quá và người ta ngưỡng mộ anh, người ta muốn đi theo anh để người ta làm việc, để người ta học được cái tài năng đó của anh. Cái cấp độ thứ 4 là reproduction, nghĩa là không phải là chỉ có mình anh làm ra kết quả mà anh có thể giúp cho họ tạo ra kết quả giống như cái cách mà anh đang làm. Anh sẽ giúp cho họ phát triển, nâng tầm họ lên. Do đó người ta thường nói được rằng lãnh đạo không phải là tạo ra những đàn em, mà lãnh đạo tạo ra những nhà lãnh đạo mới. Và cái cấp độ thứ 5 đó chính là cái cấp độ của sự tôn trọng. Người ta yêu quý anh, người ta tôn trọng anh là bởi vì cái lẽ sống và cái phong cách sống anh, và trở thành một cái biểu tượng mà khi người ta ở bên cạnh mình, người ta cảm thấy người ta được cổ vũ và đồng hành. Thì đây chính là cái cấp độ cao nhất và vĩ đại của một nhà lãnh đạo. Và để làm được điều này, mình không chỉ là mình muốn là được, mà nó có cái phương pháp, nó có cái lộ trình phát triển để mình có thể trở thành một cái người có được những mối quan hệ tốt với nhân viên. Mình cần phải biết cách làm thế nào để mình truyền cảm hứng, để mình đào tạo lại cho nhân sự của mình. Và điều tuyệt vời hơn nữa là một nhà lãnh đạo cần phải học cái cách xây dựng được sứ mệnh, tầm nhìn, văn hóa cho doanh nghiệp, để những người nhân viên khi vô làm việc cùng với mình có thể đồng nhất bằng một cái nền văn hóa mà do chính cái doanh nghiệp mình tạo ra. Nên là cái cách của chúng tôi đó chính là giúp cho những người chủ doanh nghiệp, giúp cho những nhà lãnh đạo, giúp cho những ông chủ học được cái cách làm thế nào để truyền cảm hứng được cho nhân viên của mình, để giúp cho nhân viên của mình thay đổi. Hay quá, chắc chắn là tôi sẽ tham gia khóa học này. Cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp lại anh.